Xin chào cả nhà. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên của tăng giờ tại châu Âu, nghĩa là lúc 3 giờ sáng sẽ tăng lên 4 giờ sáng, và bây giờ đang là 19 giờ tại Phần Lan, là 7 giờ tối và 11 giờ đêm ở tại Việt Nam. Và mọi người nhìn thấy nè, bầu trời sáng không? Đó. Và dần dần á, là tới tháng 6 là đỉnh điểm luôn. 11 giờ đêm thì mặt trời bắt đầu mới lặn, và 2-3 giờ sáng là mặt trời lên lại. Thì mùa đông đã gần kết thúc rồi. Hôm nay tuần này thì tuyết rơi hơi nhiều và nhiệt độ đang âm, nhưng mà tuần sau thì chắc xuống dần rồi. Hôm nay mình đi học thì cô giáo cũng dạy mình về cái cách mà đổi giờ giữa cuối tháng 3 và tháng 10, giữa mùa hè và mùa đông ở bên tại Phần Lan. Sáng hôm nay là cái ngày thứ hai của đổi giờ, thì mọi người nhìn thấy trời tuyết nó rơi quá trời luôn. Bây giờ đang là đầu cuối tháng 3 thì tuyết nó sắp hết rồi mà bây giờ nó lại rơi xuống một đợt nữa. Nè, tuyết bữa trước nó tan ở trên đường đó, gần hết rồi, bây giờ nó lại phủ thêm một lớp mới nữa. Đây mọi người nhìn, sáng sớm đi học mà tuyết nó rơi là cũng vui, giống như bên mình thì là mưa phùn thôi, thì tại vì đây mưa thì nó lạnh quá nó sẽ chuyển thành tuyết, nó bay bay bay, nó dính lên người thành những cái hạt nhỏ nhỏ, nhỏ như vậy nè. Mọi người nhìn thấy người của mình tuyết ứa dính đầy hết luôn, âm 5 độ thì đây phía đường mọi người nhìn thấy quá trời tuyết luôn. Hôm nay á, là cái ngày đầu tiên của đổi giờ tại châu Âu, nghĩa là được nhảy lên thêm một giờ. Bây giờ là coi như 19 giờ tại Phần Lan, và mặt trời mọc lúc 6:55 và mặt trời lặn lúc 19:36. Thì hôm nay mình không có để ý luôn, mình cứ tưởng là trời nó còn sớm, mà ai ngờ là bây giờ đã 7 giờ tối rồi. Nhiệt độ thì mình coi, mọi người coi mà với mình nè, thì nhiệt độ ngoài trời đang là âm 2 độ C. Rồi những ngày sau á, thì nó vẫn âm là 4, 5, 5, 5, 10, 10, âm 7, âm tới thứ ba tuần sau nó mới âm xuống 1 thôi. Rồi nhiệt độ cảm nhận thực tế á, bây giờ nó đang là âm 7 độ C, là bởi vì nó có gió nhiều thì nó sẽ lạnh hơn. Còn cái nhiệt độ trên đây là người ta đo lường tổng thể thôi. Rồi buổi tối thì sẽ âm 4 độ. Cái ngày đầu tiên đổi giờ cho nên là mọi thứ nó nếu mà thiết bị điện tử hay gì đó, điện thoại á, thì nó sẽ tự update giờ lên luôn, là lúc 3 giờ sáng nó sẽ tự nhảy lên 4 giờ sáng. Còn những cái thiết bị cơ thì mình phải chỉnh lại, giống như là đồng hồ cơ nè, rồi đồng hồ trên xe ô tô á, thì mình phải chỉnh lại để tránh cái trường hợp á, là mình đi học quá sớm. Như lúc trước á, thì nó lại giật một giờ lên. Thì ở Phần Lan này á, lúc cái tuần chủ nhật, cái ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 thì sẽ được cộng lên một giờ, tại vì bởi vì bây giờ là chuẩn bị qua là đêm ngắn ngày dài, có nghĩa là càng ngày á, là mặt trời khoảng 11, 12 giờ đêm mới lặn, và khoảng 2, 3 giờ sáng là mặt trời bắt đầu lên lại. Rồi tới tháng 10, có nghĩa là chủ nhật cuối cùng của tháng 10, thì giờ sẽ bị giật lại một giờ, để tại vì lúc đó đó là ban đêm rất là dài luôn, 4, 3, 4 giờ chiều thôi là mặt trời đã xuống mất tiêu rồi, nó còn tối hơn cái này nữa, thì người ta buộc phải kéo là một giờ. Mục đích nói chung là của người châu Âu họ làm điều này là họ để họ tiết kiệm điện, để mà chiếu sáng ngoài đường nè, rồi thời gian đi hoạt động đó thì nó cũng thể đi sớm hơn trễ hơn, nó kiểu vậy. Thì cũng đó cũng là một cái sự thú vị của ở tại châu Âu này. 6 tháng là sẽ có đổi giờ một lần, trừ đi một giờ, còn bây giờ cộng là một giờ. Thì tại Phần Lan với Việt Nam của mình á, là bây giờ á, là chỉ còn cách nhau có 4 tiếng thôi. Nè, ở Việt Nam mình bây giờ đang là 23 giờ, còn Phần Lan là 19 giờ. Lúc ngày hôm qua thì là còn cách là 5 tiếng. Thì đó cũng là một cái hiện tượng thú vị, sự độc đáo ở tại Phần Lan này. Thì video trước đó mình cũng có quay về cái mà cái giảm một giờ lại, thì mình sẽ để ở phần sau cho mọi người xem cái hồi lúc tháng 10 ha. Còn bây giờ đang là hiện tượng của ngày dài đêm ngắn, và đỉnh điểm của tháng 6 thì là mặt trời coi như không muốn lặn luôn, chỉ lặn một xíu vài tiếng đồng hồ thôi.
See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.